gắn kết sự ổn định cuộc sống của biết bao gia đình người Việt tại Cộng hòa Séc cũng như ở quê nhà. Cùng tạo dựng hình ảnh người Việt thành công và cộng đồng phát triển bền vững, đóng góp giá trị cho nước sở tại. Người Việt tại Cộng hòa Séc đang trở thành cầu nối giới thiệu văn hóa, thúc đẩy quảng bá thương hiệu Việt Nam đi khắp châu Âu. Với một cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh tại châu Âu, cái tên Tam Đa dường như không còn xa lạ với người Việt và người dân bản xứ tại đất nước Cộng hòa Séc. Tam Đa Food là một siêu thị lớn nằm trong quần thể của trung tâm thương mại Sapa thuộc công ty Saparia. Ông Hoàng Đình Thắng, một doanh nhân thành đạt và có những đóng góp to lớn đối với việc đoàn kết cộng đồng người Việt tại châu Âu nói chung và tại Cộng hòa Séc nói riêng, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, cùng hướng về quê hương đất nước, đã gây dựng Saparia, trung tâm thương mại Sapa từ năm 1999. Ông cũng là người tạo cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Cộng hòa Séc và thông qua trung tâm thương mại Saparia, nhiều hàng hóa của Việt Nam đã có mặt tại thị trường châu Âu ngày càng nhiều hơn. Sapa thì được thành lập năm 1999. Sau cái quá trình hình thành và xây dựng thì đến nay Sapa đã trở thành một cái trung tâm thương mại và đồng thời cũng là một cái trung tâm văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Và sau cái quá trình xây dựng thì cái trung tâm thương mại Sapa đã trở thành một cái địa chỉ tương đối tin cậy đối với cộng đồng người Việt và các chính khách ở Séc cũng như ở Việt Nam. Được hình thành từ năm 2011, trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, tập đoàn trở thành doanh nghiệp Việt tiêu biểu thành công, được mệnh danh là viên ngọc quý trong lòng châu Âu. Từ một chi nhánh bán buôn trở thành doanh nghiệp lớn trên đất nước sở tại. Tính đến nay, doanh nghiệp đã mở rộng thêm hai siêu thị lớn khác tại Séc là thành phố Ústí-Na Labem, phía bắc Cộng hòa Séc và Brno, thành phố lớn thứ hai của Séc. Với những chiến lược và định hướng dài hạn, nắm bắt xu hướng và nhu cầu thị trường, chắc chắn doanh nghiệp của người Việt sẽ còn lớn mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Lợi thế của mình đó là mình là có rất là nhiều người Việt Nam quản lý ở đây. Và cũng muốn vì thế cho nên là đưa cái thế mạnh liên quan đến hàng châu Á, hàng Việt Nam đưa vào cái chiến lược của công ty để có những cái nét riêng để khi mà ở trên cái thương trường mình cũng có những cái điểm mạnh riêng. Và đương nhiên công ty cũng rất là mong muốn là có thể hợp tác được với nhiều cả công ty, những doanh nghiệp ở Việt Nam để đưa những cái sản phẩm từ Việt Nam sang. Với tiêu chí, thành công của bạn là mục tiêu của chúng tôi. Tập đoàn đang là cầu nối để xây dựng cộng đồng người Việt lớn mạnh. Chính vì vậy, chiến lược về con người của tập đoàn là phát triển được sự hiểu biết về văn hóa của cả hai cộng đồng, đưa không chỉ hàng hóa mà cả văn hóa ẩm thực người Việt đến với cộng đồng của Séc. Đặc biệt tại đây, tập thể nhân viên đa quốc gia đến từ các nước Hungary, Séc, Nga và người Việt đã tạo ra một gia đình lớn gắn kết cùng nhau phát triển bền vững ở Séc. Ẩm thực Việt mà lại do một bạn người nhân viên người Séc giới thiệu cho người tiêu dùng là người Séc, nó sẽ hiệu quả như thế nào hơn so với đấy là một người Việt mà nói với người Séc? Bởi vì đấy là rõ ràng họ cảm nhận là anh phải rất là hiểu cái sản phẩm, bản thân anh cũng đã thử sản phẩm Việt Nam rồi, anh mới nói với tôi mới tin được, đúng không? Thì sự kết nối đấy nó làm, hay là ngược lại là những làm việc những người Séc thì người Việt cũng hiểu được và gần gũi hơn cộng đồng Séc. Đó là tôi nói không phải chỉ có riêng kinh doanh đâu, mà Tam Đa bây giờ nó trở thành cả một giống như là một cái công ty được người cộng đồng Séc rất là yêu quý tôn trọng, bởi vì họ tham gia cả vào những việc mà giúp đỡ cộng đồng Séc trong lúc hoạn nạn, từ hồi Covid sau này là bị
Tornado ở Brno chẳng hạn. Cái này nó thật sự là có nhân viên của các nước, trong đấy là người Séc và người Việt. Thì hai cái nền văn hóa này nó giao thoa với nhau, nó tạo ra một cái hiệu ứng rất là tốt trong cả kinh doanh lẫn trong cả cái hình ảnh xã hội. Là những người Séc thích các món ăn Việt, vợ chồng anh chị Simon và anh Jordan thường xuyên đến siêu thị này để chọn mua những sản phẩm đang sử dụng hoặc các món ăn yêu thích từng được người Việt thiết đãi. Riêng nước mắm được ưu tiên lựa chọn hơn cả. Mặc dù ở Séc, khi nấu nướng thì đã có nước tương, nhưng mùi vị đặc trưng của nước mắm giúp các món ăn người Séc yêu thích như phở, miến hoặc cơm rang được nêm nếm đúng vị hơn. Chúng tôi dùng nước mắm để làm mì xào, miến xào hoặc thậm chí là bún bò Nam Bộ. Nem là món mà chúng tôi đã từng ăn rất nhiều và đây là lần đầu tiên chúng tôi thử nem đóng đá. Chúng tôi muốn biết xem vị của nó có gì khác nhau. Chúng tôi rất thích ẩm thực Việt Nam và đây là lý do chúng tôi đến Tam Đa. Đối với tôi, nước mắm là một gia vị rất đặc biệt. Tôi rất thích bún bò Nam Bộ, phở bò, phở gà. Và tôi thường xuyên đến Tam Đa để mua đồ ăn châu Á, tại vì tôi không thể tìm mua ở đâu khác ngoài Tam Đa. Khách hàng người Tiệp họ tìm và mua rất là nhiều các đồ ăn từ Việt Nam. Để nấu phở thì họ cũng tìm kiếm những nguyên liệu như hoa hồi, quế, rồi ngũ vị hương, thì tất cả những cái để dùng cho nấu phở, nấu bún. Họ cũng đã tìm đến những cái đấy, những cái gia vị đấy để coi như là thêm nếm vào cái món ăn. Đặc biệt, năm 2017, đại sứ các nước Á Âu tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã có chuyến tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và tiềm năng thương mại của cộng đồng người Việt. Đại sứ các nước ấn tượng với quy mô và chiến lược kinh doanh táo bạo của một doanh nghiệp Việt điển hình, nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ Cộng hòa Séc. Năm 2021, đoàn của chính phủ Cộng hòa Séc, dẫn đầu là cựu thủ tướng Andrej Babiš, đã đến tham quan và trải nghiệm mua sắm tại siêu thị này. Cựu thủ tướng Andrej Babiš cũng chia sẻ, những quầy hàng hoa quả, rau xanh của siêu thị rất tươi và sạch. Ông tỏ ra ấn tượng và khẳng định, từ nay siêu thị sẽ có thêm những vị khách hàng giống như ông. Sự thăm hỏi, động viên và khích lệ của lãnh đạo cấp cao chính phủ Cộng hòa Séc đã góp phần khẳng định vị thế của tập đoàn. Chuyến thăm góp phần nâng cao và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc luôn luôn đồng hành cùng Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức phối hợp tốt với cộng đồng, trong việc tuyên truyền, phổ biến, đặc biệt là luật pháp liên quan đến cư trú, luật pháp liên quan đến kinh doanh, để làm sao bà con ta sinh sống tốt ở sở tại và làm giàu cho bản thân, cho gia đình, cho doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội Séc và luôn hướng về quê đất nước. Có thể nói rằng là trong những năm vừa qua, cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc có thể tự hào để nói rằng đấy là một đang hiện nay chúng ta là một cộng đồng đang hội nhập, phát triển rất tốt vào xã hội sở tại và không có bất kỳ một cái trở ngại nào đối với đời sống kinh tế xã hội của Cộng hòa Séc. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành hàng thực phẩm Việt Nam và châu Á, hệ thống siêu thị Tam Đa Food luôn chủ động và nắm bắt các cơ hội đưa hàng hóa Việt đến thị trường Séc nhằm tăng thị phần hàng hóa Việt trong chính hệ thống siêu thị của mình nói riêng và tại Séc nói chung. Một doanh nghiệp có bề dày phát triển, tạo dựng cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh tại châu Âu. Tập đoàn vẫn đang nỗ lực mỗi ngày tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế tại Séc thông qua việc giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam.